Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng quý bà con, cô bác, cùng toàn thể các chị em phụ nữ đang sinh sống tại thành phố Tép Ly Xe. Duy Hưng, Mai Hương, Bảo Lan xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa quý chị em, mùa xuân đang về trên quê hương Việt Nam yêu dấu với những sắc thắm của hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng đang về trên đất nước của Cộng hòa Séc, nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc. Bên cạnh không khí tưng bừng đón mùa xuân mới, chúng ta không quên nhắc đến một ngày mà khắp nơi tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng. Đó là ngày lễ lớn tôn vinh chị em phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vâng, hôm nay mùa xuân lại về trong mỗi trái tim chúng tôi và tâm hồn của chúng ta. Đó là xuân trong lòng người. Xuân mùng 8 tháng 3, cùng hòa chung với không khí phụ nữ trên toàn thế giới. Hôm nay, câu lạc bộ phụ nữ thành phố Tép Ly Xe, chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt giao lưu kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chúc quý vị đại biểu, quý bà, quý mẹ, quý chị em một mùa xuân dồi dào sức khỏe, luôn trẻ đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh đón chào các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện cho các hội đoàn trên Cộng hòa Séc. Đến dự của chúng ta trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Trí, Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Bà Phạm Thị Kim Hoa, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
bà Nguyễn Thị Trung, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tôi xin trân trọng giới thiệu Ban Liên lạc người Hà Nội bà Phạm Thúy Nương, ông Trần Quang Khải, Chủ tịch Hội đồng Hương Kinh Bắc tại Cộng hòa Séc, bà Đỗ Thị Bằng, đại diện Hội đồng Hương Hải Phòng. Đến dự của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay còn có câu lạc bộ phụ nữ thành phố Uchilatabem, bà Đỗ Thị Bằng, đại diện Phó Chủ tịch. Ban Liên lạc Phật tử thành phố Uchilatabem, bà Lê Thị Thanh Thủy. Ngoài ra chúng ta còn có bà Lê Thị Bình, đại diện cho hội chi hội câu lạc bộ phụ nữ thành phố Kumotop cùng các chị em Kumotop ạ. Tôi xin giới thiệu ông Jan Kubicek, đại diện trung tâm hội nhập người nước ngoài. Prosím, přivejte i pana Jana Kubička, ředitel poradny pro integrace se svými kolegy. Ông Trịnh Văn Minh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Teplice. Và đặc biệt có sự tham gia của tất cả các chị em phụ nữ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Teplice và các vùng lân cận. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, trong trang sử vàng chống Mỹ cứu nước, chúng ta luôn được tự hào với những cô gái, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cho dù ở đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, các chị cũng luôn giữ được những phẩm chất cao đẹp quý nhất của mình. Có một bài hát sáng tác năm 1967, đó là thời kỳ ác liệt nhất của miền Bắc trong bom đạn của nước Mỹ, ca ngợi về những cô gái của Việt Nam. Đây quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang, việc nước, việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên. Đây quê hương ta, gái thay trai cấy cày đảm đang, giặc đến không đường về, lúa xanh mùa vẫn tươi xanh. Vâng, đó là những lời ca trong trẻo, giản dị, giai điệu thiết tha trong bài hát Những Cô Gái Quan Họ sẽ được gửi tới quý vị sau đây. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón dàn đồng ca của các chị em câu lạc bộ phụ nữ Teplice. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát những cô gái quan họ của nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa được gửi tới quý vị qua giọng ca của các chị em thành phố Tiếp Ly Xe đã mở đầu cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời bà Lâm Thị Tính, chủ tịch câu lạc bộ thành phố Tiếp Ly Xe sẽ lên phát biểu với chúng ta để khai mạc của ngày hôm nay ạ. Xin mời bà Lâm Thị Tính ạ. Kính thưa quý thầy, kính thưa bà Phạm Thị Hoa, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa bà Nguyễn Thị Trung, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể chị em phụ nữ. Thể theo nguyện vọng của toàn thể chị em phụ nữ cũng như nhu cầu cần thiết có một câu lạc bộ phụ nữ để chị em có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, có thể phát huy được hết khả năng của mình cùng chi hội người Việt Nam tại Tiếp Ly Xe xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Với những lý do đó, vào thời gian này năm 2011, câu lạc bộ phụ nữ của chúng ta đã chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ phụ nữ của chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng mừng. Chị em phụ nữ đã đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những lúc vui buồn. Các chị em cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là làm tốt kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, dạy cho con cái ý thức và giữ gìn bản sắc dân tộc. Câu lạc bộ phụ nữ cũng đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, tổ chức cho các chị em đi tham quan du lịch, hàng năm tổ chức các buổi dã ngoại cùng thiên nhiên cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đã kết thúc nối được sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng cùng các bậc phụ huynh chung tay vun đắp cho thế hệ tương lai, hướng cho thế hệ trẻ thứ hai của chúng ta hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam. Câu lạc bộ phụ nữ cũng hưởng ứng phong trào quyên góp từ thiện cũng như chương trình ủng hộ đồng bào lũ lụt Vì Trường Sa Thân Yêu, giúp đỡ các chị em nghèo vượt khó tại quê nhà. Ngoài những hoạt động mang tính chất đặc thù riêng của câu lạc bộ phụ nữ, thì câu lạc bộ phụ nữ của chúng ta cũng đã kết hợp chặt chẽ và tham gia tích cực vào các hoạt động khác của các hội đoàn khác như Hội Người Việt Nam, Chi Hội Phật Tử, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Hội Thanh Niên Sinh Viên Tiếp Ly Xe, đưa phong trào của cộng đồng Tiếp Ly Xe ngày càng vững mạnh. Để có được những thành công này, tôi xin tuyên dương tất cả các chị em trong ban chấp hành, các chị em thành viên trong câu lạc bộ phụ nữ đã rất tích cực tham gia và nhiệt tình vào các phong trào của cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến đây tham gia và góp vui cùng với chúng tôi. Nhân ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3, tôi xin chúc tất cả các chị em phụ nữ thật xinh tươi, trẻ mãi. Xin chúc tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà Lâm Thị Tính. Và tiếp theo để được nối chương trình, mời quý vị đến với một màn múa hết sức dễ thương do các bé thiên thần bé nhỏ Tiếp Ly Xe biểu diễn điệu múa Em Là Bông Hồng Nhỏ. Thank you.
Lần nữa xin cảm ơn các cháu rất là nhiều. Và sau đây con xin trân trọng kính mời quý thầy Đại Đức Thích Tâm Trí sẽ lên phát biểu đôi lời với các chị em câu lạc bộ phụ nữ thành phố Tép Đi Xe và các chị em phụ nữ thành phố Tép Đi Xe nói chung. Xin kính mời quý thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý chị, quý em và quý anh, nhân cái ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức tại thành phố Tép Đến Xe, Thầy Tâm Trí xin đại diện cho Chư Tăng cũng như Hội Phật Tử Việt Nam tại Cộng Hòa Séc rất là hân hạnh được Hội Phụ Nữ mời đến tham dự cái buổi lễ hôm nay. Thầy Tâm Trí chúc các chị, các cô và các em cái ngày này được hạnh phúc, bình an và thật là tươi đẹp. Cho dù thời gian có trôi đi, nhưng mà thầy nghĩ là các chị sẽ mãi mãi có những cái đẹp về tâm hồn, về nhân cách, về công dung ngôn hạnh, cũng như những cái nét đẹp tâm hồn giữ mãi là một người phụ nữ Việt Nam sống trên quê hương Cộng Hòa Séc này. Nhân đây, Thầy Tâm Trí xin gửi đến các anh một cái thông điệp là trời không nắng, hoa nào nở, dạ vẫn yêu thương và những sầu, đời vắng mẹ hiền và phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỡi còn đâu. Cho dù là ở bất cứ cương vị nào, dù là người tu hay là người cư sĩ, thì tất cả mọi người đàn ông của chúng ta sẽ tri ân hai người. Một là người mẹ của mình. Thầy Tâm Trí hy vọng không những mình nhớ đến người vợ mình, những người con mình trong ngày này, thì mình cũng phải nhớ đến cái người mà sinh mình ra ở trên cuộc đời này, đó là người mẹ. Mẹ chúng ta ở Việt Nam hay ở bên đây cũng vậy, rất là vĩ đại quý vị. Phải nói rằng cái người phụ nữ Việt Nam nó gắn liền với người mẹ và người vợ. Cho dù chúng ta làm vua, làm quan hay làm bất cứ cái địa vị nào, cho dù là một người tu sĩ như Thầy Tâm Trí đây, cũng muốn thành công hay không, muốn có cái gì hay không, cũng không thiếu được bàn tay của người phụ nữ. Nếu là một người tu sĩ thì đứng đằng sau mình cũng là người mẹ của mình. Và người ở ngoài cũng như quý vị, thì người mẹ cũng là nền tảng căn bản nhất. Và tiếp sau là người vợ sẽ nâng đỡ cho mình bay cao và bay xa. Đó là thông điệp Thầy xin gửi đến các anh. Nhân cái ngày này chúng ta hãy chăm sóc, hãy quan tâm, hãy thông cảm và chia sẻ với tất cả các chị, các em cũng như người mẹ của mình trong ngày này. Và không những ngày này mà chúng ta chăm sóc từng giờ từng phút trong cuộc sống này thì chúng ta mới có hạnh phúc và bình an trong cuộc đời này. Cuối cùng, Thầy Tâm Trí xin chúc tất cả các chị hôm nay sẽ có một đêm ngày mùng 8 tháng 3 an bình, hạnh phúc và vui tươi mãi mãi xinh đẹp trên đất nước thứ hai này. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là sâu sắc của thầy Đại Đức Thích Tâm Trí. Kính thưa quý vị, mặc dù bên ngoài thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng có một món quà đặc biệt sẽ làm cho quý vị đại biểu và quý chị em chúng ta ấm áp hơn và vui lên. Quý vị có muốn biết đó là món quà gì không ạ? Đó là một bài hát mà các anh trong Hội Người Việt Nam thành phố Tép Lít Xe xin gửi tặng một nửa dịu dàng và đáng yêu của mình. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch,
Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách trở đốt cháy người tình yêu, bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chào đón tốp ca không tên thành phố Tbilisi. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con cô bác, kính thưa toàn thể chị em phụ nữ trong thành phố Tbilisi. Chúng tôi một lửa của chị em hôm nay rất là xúc động trước cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ của thành phố Tbilisi. Chúng tôi cũng có một chút quà, gọi là một bài hát để tặng các chị, các mẹ và toàn thể bà con cộng đồng Tbilisi hôm nay. Đó là bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm. Và chúng tôi, một lửa của chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị và các quý khách. Và nhất là một lửa của chúng tôi đó là các chị em phụ nữ ở thành phố Tbilisi. Vỗ tay.